Lâm. Dạ con thưa hai bác. Lâm. Anh Lâm, con sao vậy hả? Con mời bác ngồi. Hả? Dạ. À, bà ngồi đi. Anh Lâm ơi, chị có sao không? Có sao không con? Sao? Sao cứ hết chuyện này tới chuyện kia xảy ra vậy hả? Con không có sao. Con chỉ bị đau nhức trong người tại vì Thi lo quá cho nên Thi bắt con vô đây chứ. Bác sĩ nói là theo dõi xíu là con đi về à. Con còn bị đau chỗ nào nữa hay không hả? Bị ngay cái lưng thôi, chắc là nhẹ thôi không sao đâu. Nhẹ cái gì mà nhẹ? Cái mặt nhăn nhó như vậy là biết là không có nhẹ rồi, đau lắm phải không? Lâm, liệu có phải tụi bắt cóc hôm trước không? Không phải đâu ba. Tại vì hôm bữa con thấy người ta đánh vợ, con vô can, cho nên người ta ghét, giờ ta trả thù con á. Trời đất ơi. Thi bị liên lụy luôn á. Ủa, chị Thi, vậy còn cái thai, em bé có sao không vậy chị? Ờ đúng rồi, cái thai có bị ảnh hưởng gì không vậy chị? Mọi người đừng có lo, anh Lâm anh che cho chị nên chị với em bé không có bị gì hết. À, vậy thì tốt quá. Hai đứa với đứa nhỏ không sao là tốt lắm rồi. Còn hay quá ha. Con rảnh thiệt đó. Chuyện của người ta con xí vô chi để rồi bị đánh như vậy hả? Mà đám cưới tới nơi rồi đó, tự nhiên rước họa vô thân vậy hả? Con lớn rồi, làm ơn làm cái gì biết suy nghĩ được không? À, bác đừng có la anh Lâm. Thật ra cái người tụi nó dằn mặt là con thôi. Con á mới là người gây hấn với bọn chúng. Anh Lâm anh che cho con nên mới bị tụi nó đánh trúng. Con xin lỗi cả nhà. Em nói cái gì vậy Thi? Thôi anh, em không có muốn nói dối ba mẹ anh đâu. Thì ra cái người mà lo chuyện bao đồng là cô chứ không phải là con trai tôi hả? Cô sao vậy? Cô không nghĩ cho bản thân của cô thì cô phải nghĩ cho chồng của cô và cháu nội của tôi chứ. Cô coi đó, cô chưa bước chân vô nhà chồng mà bây giờ là chồng cô đã phải nằm viện rồi đây nè. Rồi xém nữa là con của cô gặp nguy hiểm rồi đó, thấy không? Đã vậy còn tính bắt con của tôi nhận tội thay cho cô nữa hả? Mẹ, tại vì con sợ mẹ la Thi cho nên con mới bắt Thi nói như vậy. Mà mẹ vợ con báo công an rồi, nhất định sẽ bắt được tụi nó mà. Báo cái gì? Rồi lỡ không bắt được thì sao? Rồi tụi nó quay lại tụi nó trả thù con thì sao? Tới lúc đó không phải là một mình con chịu mà cả gia đình bị ảnh hưởng đây nè. Nè, con tôi giúp mẹ là điều tốt. Chỉ có mấy người ích kỷ vô cảm với gia đình của bà mới cho đó là điều sai thôi. Việc con trai của bà đỡ đòn cho vợ con nó là lẽ đương nhiên thôi. Bà không có quyền gì la mắng con tôi. Gì? Bà nói gì? Nè, bà ngang ngược vừa thôi nha. Tôi là mẹ chồng của nó, chẳng lẽ bây giờ tôi không có quyền la mắng nó hả? Bà làm khó dễ con trai tôi đủ điều rồi, tôi đã nhịn bà lắm rồi. Bây giờ còn dám nói là đỡ đòn là chuyện đương nhiên hả? Bộ con gái của bà là vàng ngọc, rồi con trai của tôi là cỏ rác hả? Mà bây giờ phải chịu thương tích thay cho con gái của bà. Dẹp đi, không cứ cưới hỏi gì hết á. Nè, là bà nói đó nghe. Bà tưởng tôi ham hố gả con gái cho nhà bà lắm hả? Mẹ. Được, quỷ thì quỷ. Được. Mẹ à, đây là bệnh viện đó. Tụi con có bị gì đâu, tụi con chỉ bị chút xíu à. Tại sao phải kể lộn với nhau cho mất hòa khí vậy? Mẹ, mẹ đừng có nóng mà mẹ. Hai bà đừng có cãi nhau nữa được không? Hả? Đám cưới đâu phải chuyện đùa đâu. Muốn quỷ là quỷ. Chuyện thằng Lâm bị đánh, con Thi không có lỗi. Gì? Gì vậy? Ông nói gì vậy? Giờ tới lượt ông nữa hả? Tôi chỉ vì cháu nội của tôi mới nói chuyện phải trái với hai bà thôi. Hả? Thấy người ta bị nạn, con Thi đương nhiên phải giúp rồi. Thằng Lâm nó thương vợ nên đỡ cho vợ của nó, sao có thể trách con Thi được. Tôi biết là chị vẫn chưa hài lòng về con trai của tôi đâu, nhưng chị cũng nên nhìn nhận tình cảm chân thành mà nó dành cho con gái của chị. Còn về việc bà nhà tôi la con Thi, nếu đổi lại là con Thi bị thằng Lâm liên lụy, vậy chị có xót con Thi mà la thằng Lâm không? Trời, bà là bà ăn tươi nuốt sống con trai của tôi luôn. Chẳng lẽ bây giờ nói nhỏ nhẹ với tôi à? Thôi mà. Mẹ ơi, mẹ con nói giỡn đó. Giỡn cái gì mà giỡn? Mẹ đang nói thật đó. Mẹ. Bảo sắp tan rồi, mẹ đừng có khơi ra nữa. Mẹ. Thank you.
hai người làm ăn vậy đó hả? Cái con nhỏ đó vẫn chưa sảy thai là sao? Trước khi thằng kia tới đỡ cho nó, tôi đạp mấy cái vô bụng mà. Chắc do cái thai đó may mắn thôi. Còn tôi mới không may nè. Công an tìm tới tận nhà, bây giờ phải lẩn trốn. Bà chị mau đưa số tiền còn lại đây. Đáng lý ra hai người không hoàn thành kế hoạch, tôi sẽ không đưa. Nhưng mà tiền đối với tôi cũng không quan trọng lắm. Tôi sẽ đưa đủ số tiền còn lại cho hai người. Nhưng mà nhận được số tiền này, liệu mà trốn cho kỹ. Kể từ bây giờ, tôi với các người không có liên quan gì tới nhau. Tình yêu bất tử, 20 giờ từ thứ 2 đến thứ 7 trên truyền hình Vĩnh Long 1. Xem lại độc quyền trên ứng dụng THVLI.